Các chị em mình vừa mới xuống sân bay, vừa mới có chuyến lưu diễn là tại Lào, nhưng cũng mặc dù công việc rất là bận, nên ra thì sẽ bay từ Lào ngày 13 là Thiên đi sang bên Đài Loan luôn. Tuy nhiên là bằng cái trái tim, cái dòng máu nóng trong đất quân chảy của người, mình muốn làm một cái gì đó trước đây là mình đi, cho nên mình quyết tâm là về một ngày, em ra một ngày để cùng với bà con có một cái suất sức nhỏ để ủng hộ bà con trong những ngày bão lũ này. Chúng ta đang mới gánh chịu những đợt thiên tai một vô cùng nặng nề. Đây là em của mình là Cường Đen, đây là nhà của Cường, thì anh em mình vừa mới chuẩn bị rất là nhiều đồ. Đây là dung dịch dạng gương cho chị em này. Đấy, là thuốc ghẻ này. Thuốc ghẻ này, vì là trong những cái ngày này thì chắc chắn là rồi là cả băng vệ sinh nữa. Là Thiên biết là mọi người cũng chuẩn bị rất là nhiều đồ, rất nhiều đồ rồi, cả hai xe nữa ở dưới Hà Nội, người ở Phú Thọ nữa. Ngày mai cũng sẽ đồng hành cùng với Thiên, những người anh em của Thiên sẽ đồng hành cùng với Thiên trong cái chuyến đến lần này. Và tuy nhiên thì Thiên cũng biết là mọi người cũng rất ít quan tâm tới băng vệ sinh này. Rất là khó khăn, nên Thiên cũng quan tâm để ý, và dù là nó nhỏ nhoi thôi, nhưng mà Thiên nghĩ rằng nó cũng rất là thiết thực. Bánh kẹo này, bánh kẹo là nước lọc, sữa. Đấy, ngày mai giờ thì phải để chia hết đến đây bà con tất cả. Rất là nhiều. Rồi là còn một xe ô tô nữa ở Hà Nội, cũng rất là nhiều các nhu yếu phẩm để gửi tới bà con trong ngày mai. Rồi là xe nữa ở trên Phú Thọ. Đây là nhà em mình Cường Đen. Bây giờ anh em mình chuẩn bị sáng mai thì 8 giờ đấy, anh em mình sẽ xuất phát ở tại Vĩnh Yên, và sau đó anh em mình sẽ về cái chỗ đây là cái gì nhỉ? Sông Lô, Bạch Liêu, Hải Lựu, các xã lân cận đấy. Những xã gì nhỉ? Phải đi Bạch Liêu, Hải Lựu này, Sông Lô, rồi là dưới Lập Thạch thì có thể là Triệu Đề, rồi Sơn Đông. Những cái xã đấy là đang có ngập. Ok, tại vì là anh công việc anh cũng bận, nó thu xếp đúng một ngày về, nó vừa xuống máy bay một cái là đấy, sau cả ngày mai là sẽ đi thiện nguyện cùng với cả gia đình nhà mình. Rồi là sau đó là chiều tối mai là nếu như có thể về Hà Nội thì anh về lấy đồ quần áo, chưa mang cái gì thì mang, không muốn bộ quần áo là mình đi cho đi nào. Mà là không biết có về được không, nếu mà không về được là chắc là vẫn phải mặc lại quần áo cũ để đi diễn. Ok, đấy, có khả năng rất cao là không về được. Và chắc là tôi cứ ở sáng 13, sáng 13 thì lại bay, sáng 13 thì phải bay đi lọt Đài Loan sớm để tối 14 diễn. Và dù là mình cũng muốn coi như là ở nhà để tham gia cùng với cả mọi người, cùng với cả gia đình. Tuy nhiên là công việc thì mình nhận rồi, mình không thể nghỉ được. Nhưng mà thấy mọi người khổ quá, tự cái tâm của mình muốn là phải làm một cái gì đó. Sau khi mà Thiên diễn xong, Thiên về Thiên sẽ chung tay cùng với cả tất cả mọi người. Mình không có tiền thì mình sẽ bỏ sức, mình sẽ bỏ tâm huyết của mình ra đấy. Dùng cái hình ảnh, cái tiếng nói của mình để lan tỏa những yêu thương, và mong rằng sẽ có thật nhiều những mạnh thường quân và mọi người cùng chung tay cùng với bà con để vượt qua cái thử thách, vượt qua cái thiên tai lần này mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.